Tình tin đồn đến xem Đoàn Thiên Ân kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu. Bạn trai tin đồn Phát La đến xem Đoàn Thiên Ân kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand Việt Nam hôm 27 tháng 8. Đoàn Thiên Ân bất ngờ khi Phát La cùng vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang có mặt tại sự kiện để chứng kiến khoảnh khắc kết thúc nhiệm kỳ của cô. Thấy mỹ nhân 23 tuổi diện thiết kế tùng xuề khó di chuyển, Phát La dìu Thiên Ân bước lên bục chụp hình trên thảm đỏ, chỉnh trang váy cho cô. Tuy nhiên, khi Nhã Phương kéo Thiên Ân về phía Phát La để họ đứng cạnh nhau chụp hình, cả hai tỏ ra ngượng ngùng và từ chối. Thời gian qua, Thiên Ân và Phát La bị đồn hẹn hò bí mật. Tuy nhiên, hôm 27 tháng 8, người đẹp quê Long An cho biết họ là bạn, chơi chung một hội với vợ chồng Nhã Phương. Trong mắt cô, đàn anh có tính cách hiền lành, hài hước, thường cho cô nhiều lời khuyên trong nghề. Bị đồn hẹn hò, tôi thấy buồn cười. Tôi biết anh Phát La qua chú Trường Giang, cả nhóm rất thân. Nếu có tình yêu, tôi cũng xin được giữ kín. Tôi mong thay vì tập trung vào chuyện tình cảm, khán giả có thể quan tâm sự nghiệp và những điều tôi muốn cống hiến cho cộng đồng, cô nói. Trong chung kết Miss Grand Việt Nam 2023, Đoàn Thiên Ân có màn final oát, bước đi cuối cùng của nhiệm kỳ, với tư cách Hoa hậu đương nhiệm. Cô diện đầm xuyên thấu tông xanh emerald và vàng chủ đạo do Đỗ Long thiết kế. Điểm nhấn trang phục là chiếc cánh lấy cảm hứng từ vương miện cô đội. Sim Y mang lại hiệu ứng sân khấu đẹp mắt với màn tung tà khi trình diễn. Trên sân khấu, Thiên Ân cho biết sau 330 ngày đương nhiệm, ngôi vị Miss Grand Việt Nam đã biến một cô gái sinh viên bán mắt kính trở thành Hoa hậu có nhiệm kỳ đặc biệt và rực rỡ. Cô cảm ơn chiếc vương miện cho mình cơ hội chinh chiến Miss Grand International, được làm nhiều việc có ích cho cộng đồng, có thêm những người bạn, đi nhiều nơi để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam đến quốc tế và được trưởng thành hơn. Gây xúc động ở màn final oát là khoảnh khắc Thiên Ân dành lời tri ân Đấng Sinh Thành. Cô không kìm được nước mắt khi nói về mẹ, con cảm ơn ba đã yêu thương, tạo ra và dạy cho con biết rằng dù có thành công hay không cũng không quan trọng bằng việc con phải thành nhân. Cảm ơn mẹ đã luôn là trái tim, nơi để con tâm sự tất cả mọi chuyện, kể cả khi mẹ không còn trên cuộc đời này. Ngày mẹ mất đi, con như mất đi bầu trời của mình. Nếu có kiếp sau, xin cho con được tìm lại mẹ. Cuối chia sẻ, Thiên Ân nói hành trình với cương vị Miss Grand Việt Nam 2022 kết thúc nhưng sứ mệnh của một Hoa hậu còn ở đó. Cô hứa tiếp tục cống hiến đến khi nào bản thân không còn có thể. Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Cô sinh năm 2000, quê Long An, cao 1,75 m, nặng 60 kg, số đo 88, 5, 66, 98 cm. Người đẹp thi Miss Grand International 2022 tại Indonesia, dừng chân ở top 20 chung cuộc và giành giải phụ trang phục dân tộc đẹp nhất. Hiện cô theo học ngành quản trị kinh doanh, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp tích cực trình diễn thời trang, dự sự kiện. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.